Mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ làm món mứt dừa lá dứa, một món mứt rất là dễ làm và rất là thơm cái mùi lá dứa luôn ha. Và mình làm bằng dừa non á cho nên ăn có cái vị béo và mềm rất là ngon luôn. Sau đây thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video và làm cái món mứt dừa này nha. Về nguyên liệu thì mình chuẩn bị ở đây là 800g dừa Mình dùng dừa non ha Nó có cái độ cứng vừa tới luôn á Nó không có cứng lắm nha Cho nên mình làm dừa nó sẽ rất là mềm Và nó có cái vị béo Nếu mà mình làm dừa cứng quá thì nó sẽ bị khô Và ăn nó không có ngon bằng á Và đi kèm theo hương vị đó là 100g lá dứa Lá dứa này mình sẽ xay ra và lấy 500ml nước ha Và 800g dừa thì mình sẽ dùng 400g đường nha và mình có chuẩn bị thêm ở đây là hai ống bột vani bột vani này mình bỏ vào mứt để cho nó thơm mình không có cũng được ha và bây giờ thì mình sẽ cho một chút xíu muối khoảng nửa muỗng canh nó vào cái thao nước này và các bạn ngâm dừa trong cái nước muối loãng như thế này nè thì dừa của mình nó sẽ trắng và không có bị đen ha và cái dầu trong dừa nó sẽ ra bớt và mình sẽ bào ra thành từng lát mỏng nha do là mình làm bằng dừa non á nên mình bào nó khá là mềm và rất là dễ luôn ha và mình bào từng lát dài như thế này nè, mình bào càng dài á, thì cái miếng mứt dừa của mình nó càng đẹp nha và mình cứ vừa bào vừa ngâm trong cái thao nước muối loãng này luôn ha mình dùng bàn bào mình bào như thế này thì cái lát mứt của mình nó sẽ mỏng nếu mà mình muốn ăn dày hơn một tí nữa thì mình có thể cắt ra hoặc là dùng cái bàn chận mình chận ra cho nó đẹp mắt ha. Và mình đã bào dừa ra hết rồi nè Bây giờ mình sẽ đi rửa với nước lạnh khoảng 4-5 lần nước ha Để cho nó ra bớt cái chất dầu của dừa đi Sau đó mình sẽ để cho nó khô ráo Sau khi dừa của mình đã khô ráo rồi nè Thì các bạn sẽ cho đường vào ha Mình sẽ cho hết cái phần đường vào bên trong dừa này nè Rồi mình trộn đều lên Mình trộn đều lên để cho cái phần đường với dừa nó thấm đều ha Xong rồi thì mình sẽ cho vào đây 500ml nước cốt lá dứa luôn Và mình sẽ ngâm ở đây từ 2 đến 3 tiếng nha Để cho cái phần nước cốt lá dứa nó thấm vô dừa Thì lúc mình xin mứt lên cái miếng dừa của mình nó có cái màu xanh rất là đẹp luôn á Và nó thơm cái mùi lá dứa nữa Do là mình ngâm với nước lá dứa đó, cho nên đường nó cũng khá là mau tan và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đem đi sên mứt nha. Các bạn sẽ cho hết dừa với nước cốt lá dứa vào bên trong cái chảo luôn nè. Mình không cần phải sên cái phần nước lá dứa trước ha. Mình cho vô cùng một lúc như thế này luôn và mình mở với lửa vừa nha. Mình mở lửa vừa để cho cái phần nước lá dứa nó mau cạn ha. Và trong quá trình sên mứt thì mình cũng đảo đều luôn nha để cho cái phần mứt của mình đó, nó không có bị khét ha. Và mình thấy sên mứt dừa bằng lá dứa này rất là thơm và ngon luôn á Nó có cái mùi thơm đặc trưng của lá dứa rất là dễ chịu luôn á Và mình sên mứt được khoảng 15 phút á, thì cái phần nước nó cạn bớt rồi nè Và mình cứ tiếp tục đảo đều và sên mứt nha khi mà mình thấy cái nước lá dứa nó cạn xuống như thế này nè thì mình sẽ hạ lửa thật là nhỏ xuống ha và mình cũng tiếp tục đảo đều luôn trong thời gian này thì mình sẽ cho hai cái ống bột thơm vani vào nha và mình cứ tiếp tục đảo đều cho đến khi cái phần đường của mình nó khô lại ha cái phần đường của mình nó khô lại và nó bám lên từng miếng dừa nè trong lúc này thì mình sẽ đảo đều liên tục luôn nha cho đến khi mà cái miếng mứt của mình nó thiệt là khô ráo luôn á là được ha mình xin mứt đường nó khô thì mình để được lâu nó không có bị hôi dầu ha nếu mà mình sơn không tới á, thì mình để khoảng một hai ngày thì nó sẽ bị hôi dầu á sau đó thì mình sẽ cho ra ngoài ha rất là thơm luôn á các bạn thơm cái mùi lá dứa á tại vì mình mới lấy trên chảo xuống nó còn nóng á cho nên cái mùi của nó rất là thơm luôn và mình sẽ bỏ vào cái bọc kính á, để mình giữ được lâu ha và mình xin mứt á, thì mình phải sên cho đường nó tới và nó thật là khô ráo luôn thì mình mới để được lâu ha nếu mà các bạn sên mà nó không tới nó còn ướt á, thì rất là dễ hôi dầu luôn á mình để khoảng 1 đến 2 ngày là nó hôi dầu rồi và cái món mứt này rất là dễ làm luôn á chỉ cần mình để ý một chút xíu là sẽ thành công nha nhân dịp cận tết đến xuân về á, thì các bạn nhớ làm cái món mứt dừa này ha rất là dễ làm luôn á và làm rất là nhanh mình chúc quý anh chị và các bạn sẽ làm thành công cái món mứt dừa này nha giờ thì em xin kết thúc video và xin chào tạm biệt cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở các video lần sau